Em gái Trấn Thành hạ sinh con đầu lòng giữa mùa đại dịch. Hiếm khi thấy cả Trấn Thành, Mai Hồ và Harry Won cùng bình luận trong một bài viết, rất nhiều người tò mò nữ ca sĩ Hàn Quốc phản ứng như thế nào. Hơn 2 năm tổ chức đám cưới, em gái Huỳnh My của Trấn Thành đã đón con đầu lòng cách đây không lâu. Trên trang cá nhân của chồng Huỳnh My mới đây đăng tải hình ảnh anh chăm sóc con, đồng thời phàn nàn về chuyện phải liên tục cho con ăn và dọn chiến trường. Rất nhiều bạn bè đã vào động viên anh chàng, đặc biệt Trấn Thành cũng vào bình luận tội nghiệp em rể. Bất ngờ hơn là Mai Hồ, bạn gái cũ Trấn Thành cũng góp vui, đồng thời còn cảnh báo Human Kid rằng sau này khi con biết chạy thì sẽ còn mệt mỏi hơn nữa. Thật tình cờ là bình luận của Trấn Thành và tình cũ lại ngay sát nhau. Rất nhiều người tò mò xem Harry Won sẽ phản ứng như thế nào. Cầu được ước thấy nữ ca sĩ Hàn Quốc đã bình luận ngay phía dưới. Tuy nhiên Harry Won chỉ tập trung vào vấn đề chính là bình luận về em rể và cháu, không hề đề cập gì đến Trấn Thành hay Mai Hồ. Dù vậy, đây cũng là một trường hợp hiếm gặp khi cả Trấn Thành, Harry và Mai Hồ cùng bình luận chung trong một bài viết. Trước kia, khi còn yêu Trấn Thành, Mai Hồ đã có mối quan hệ rất tốt với gia đình của nam MC. Hiện tại khi đã chia tay và có hạnh phúc mới, nhưng cô vẫn giữ quan hệ thân thiết với em gái Trấn Thành. Còn nam MC và Harry đã cưới nhau được hơn 3 năm, tuy nhiên vẫn chưa chia sẻ về kế hoạch sinh con khiến nhiều người hâm mộ sốt ruột thay. Em rể Trấn Thành than vãn về chuyện săm khóc con thơ. Trấn Thành, Mai Hồ vô tình bình luận ngay cạnh nhau, người thì cảm thấy tội nghiệp, người thì cảnh báo lúc em bé biết chạy sẽ còn vất vả hơn nữa. Harry Won cũng bình luận ngay sau đó, tuy nhiên cô chỉ cho rằng em bé nhìn hơi lạ, em rể đáp lời rằng sẽ cho em bé bú sữa ngay. Hình ảnh vợ chồng em gái Trấn Thành thay nhau chăm sóc con nhỏ. Em bé khá kháu khỉnh và dễ thương. Trấn Thành, Mai Hồ từng có thời gian yêu nhau say đắm, cô còn được gia đình nam MC rất quý mến. Hiện tại Mai Hồ đã lấy chồng Việt Kiều định cư ở Đức và sinh con gái. Trấn Thành, Harry cưới nhau được hơn 3 năm nhưng vẫn chưa chịu có tin vui. Nhiều người tỏ ra nóng ruột thay cho cặp đôi này. Hình ảnh vợ chồng Trấn Thành tham dự đám cưới Huỳnh My vào tháng 1, 2018.